Nhóm nữ phương Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì con rất là vui mừng và hạnh phúc với sự hỗ trợ đến từ hai vị mạnh thường quân, đó là chú Đạt Dương và anh Zach Phát Lâm, thì hỗ trợ thêm vào cái phần quỹ làm nhà đến cho gia đình của chị Hai Tâm. Hôm nay thì con đến để mà báo tin vui này nha cô chú ơi. Cũng rất là cảm ơn tấm lòng đến từ chú Đạt Dương và anh Zach Phát Lâm rất là nhiều. Kính chúc cho chú và anh luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc hết. Bây giờ thì con sẽ vào báo tin vui này cho các mẹ con như cô chú. Ơi, bữa nay thấy cưng quá vậy. Trời ơi, đái quần luôn rồi. Trời ơi, bữa nay quá trời thấy cưng rồi. Ba đâu rồi? Ba đi làm rồi. À, ba đi làm rồi hả? Ba đi làm cái gì con có biết không? Ba làm con kiếm tiền. Con nói gì vậy ta? Ba làm kiếm tiền. À, ba đi làm kiếm tiền. Đi kiếm tiền để làm cái gì nè? Để mua sữa cho Phát uống không? Dạ. Thì, bữa nay anh đi làm này hả chị? Dạ. Đi làm này chị. Thường đi làm là từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Dạ từ sáng chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới sáng. Là đi làm suốt vậy luôn. Dạ. Nhưng mà cả ngày không có hàng á, làm tới chiều về. Dạ. Hiện tại là làm công việc gì hết chị? Dạ, làm công ty gạo á chị. À, làm công ty gạo. Làm mà nghỉ gì ngoài đâu có đủ tiền lo cho bố mẹ con thôi. Dạ, làm tới chiều được có 100 mấy hả chị? Dạ, 100 mấy thôi hả? Người đâu có đủ mà lo. Rồi mà đi làm mà cũng tốn tiền xăng cộ này kia rất là nhiều nữa. Bé này cũng mới nhập viện mới về được 1-2 ngày. Em nghe nói là bé nhập viện á, nó bị sao mà phải xuống bệnh viện nhiều lắm. Dạ, nó khè, khò khè chị. Chứ xuống dưới nói người ta nó bị viêm khí quản rồi viêm phổi. Rồi nó uống sữa vô thì nó học ra chứ bị chồng ngực dạ dày. Bé có gì hả chị? Dạ. Nhật là năm nay là mấy tháng, được mấy tháng? Dạ. Bé tắm được 4 tháng rồi chị. Dạ được 4 tháng rồi, còn rất là nhỏ luôn mà bệnh khá là nhiều. Hổng gầy đi xuống bệnh viện luôn vậy rồi chỉ có tiền bạc gì lo cho em. Dạ không, nhưng mà em thì không có tốn tiền, mình đi xin cơm từ thiện thì sáng là 8 giờ là người ta cho, rồi hai mẹ con ẵm nhau đi xin, rồi 2 giờ người ta cho cử, mình xin ăn tới tối. Rồi ở nhà rồi hai bé này ăn cho. Dạ, ở nhà thì ba phải nghỉ làm để chăm bé, tại vì ngoại đi làm. Rồi bữa nay là mới xuất viện về được mấy bữa rồi? Dạ được 2 ngày. Xuất viện về được 2 ngày. Hôm trước có mấy cái sữa mà cho bé nó uống được không chị? Dạ được, đúng sữa của bé. Đúng sữa của bé luôn ha. Dạo này uống rồi thì còn bị tràn ngược da, bị ọc da. Mấy ngày nay nó vẫn còn ho nhiều. Bữa nay là cũng còn ho, em thấy chị cũng ho. Dạ, bệnh em bệnh ho gần 2 tháng rồi mà không hết. Uống đủ loại thuốc hết trơn mà nó vẫn ho rồi. Bị viêm phổi. Dạ, mẹ cũng bệnh mà con cũng bệnh nữa. Ba đi làm thì đâu có tiền đâu xuống mà ăn mà lo cho mấy mẹ con đầy đủ được. Bé nó lớn hơn thì chị cũng có thể đi làm được. Bây giờ thì phải chăm bé, rồi khi hai bé này nó cũng còn quá nhỏ đi nữa. Thì thật sự là cái khả năng mà ăn nó đúng hàng ngày không có thì cô chú thì lấy đâu ra tiền mà cất nhà cũng như là có một cái nơi ở thuận tiện cho ấm áp, thì điều đó là rất là khó có thể thực hiện được. Cho nên nó làm hôm ngày thì cũng mấy tháng trôi qua rồi, thì cũng được sự yêu quý đến từ các cô các chú mạnh thường quân, cũng giúp đỡ rất là nhiều đến cho gia đình của mình. Thì nhà của chị em nghĩ là trong tương lai một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ cất được để cho mấy mẹ con ở. Giờ nếu mà có nhà mới thì không biết là ở đây là Phát có vui không nè? Phát có vui không? Phát có mong muốn có một cái căn nhà mới để ở không? Có. Dạ có. Cô bé có tên tiền. Còn này là Tấn hả? Dạ, Tấn. Bé Tiền thì con có mong muốn là có một căn nhà hoặc là khang trang rồi ấm áp để mà mấy mẹ con với ba con ở không? Dạ có. Con có dạ. Thôi giỏi quá đi. Vậy thì ở đây là Tiền nè với lại Phát nè là phải cố gắng ngoan ngoãn nghe lời ba nè. Những lúc mà em có đi khám bệnh đó thì phải ở nhà phải nghe lời ba nha, rồi để cho mẹ với em đừng có lo nha. Dạ. Dạ, ngồi xuống hoàng thôi, đánh đổ quá, không sao hết, hết nước rồi.
bữa nay chị thấy nó đỡ hơn tí nào? Dạ nó đỡ mà tay chân nó bị luồn kim á chị, bị đau, bị đau quá trời luồn kim. Dạ, luồn kim bốn dấu ở bên đây tại giờ cái này là vô truyền dịch á, truyền kháng sinh vô trong tay. Còn nhỏ quá như xuống dưới thì em cũng sót đó. Dạ. Có tiền thì ta ăn uống, mình không tiền mà mình mua xin cơm bệnh viện á chị. Chị có mua thêm bồi bổ gì cho chị á, chị có cho nó uống sữa mẹ không hay là? Dạ không, tại em bệnh sữa mình thôi. Em bệnh từ lúc có chồng tới giờ ba đứa rồi uống sữa bệnh hết trơn. Một phần đó thì cũng không tốt bằng sữa mẹ đó. Dạ. Bây giờ thì cũng cố gắng lên nha. Chăm sóc cho em thật là tốt, hy vọng là sắp tới thì Tấn sẽ hết bệnh nha. Nha Tấn nha. Hôm nay thì em đến đây cũng thông báo cho gia đình rất là vui luôn. Mà hôm nay được anh Sách Cốc Lâm hỗ trợ thêm là 2 triệu đồng nữa. Thì tổng cái số tiền mà mình đang có ở đây là 88.300.000 đồng. Và còn lại cái số tiền là 19.700.000 đồng nữa thôi. Là mấy mẹ con có thể tiến gần được đến với căn nhà mơ ước của mình rồi. Con cũng một lần nữa kính chúc cho các chị Mạnh Thường Quân, đặc biệt là chú Đại Dương và anh Sách Cốc Lâm sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nha. Rất là mong chờ tin vui sẽ đến với gia đình mình trong thời gian sắp tới. Giờ thì gắng nhiều sức khỏe để mà lo cho bé nha chị nha. Cảm ơn chị. Dạ rồi, gắng cố gắng lên.